Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Xuân Mặn Gmoney. Hôm nay mình vừa nhận được một cái thùng hàng từ eBay gửi về cho mình nha các bạn. Mình có đặt ở trên đó và ngày hôm nay mình đã nhận. Và cái thùng hàng này mình đặt là một cái thiết bị để hỗ trợ cho mình làm YouTube tốt hơn. Thì trước khi mình xin chia sẻ cái thiết bị này đến với quý vị cũng như các bạn, thì cho phép mình xin gửi tí xíu một xíu về cái đôi lời mà thật lòng của mình muốn gửi đến quý vị và các bạn, là cảm ơn quý vị và các bạn rất rất là nhiều. Nhờ quý vị và các bạn ủng hộ cái kênh Xuân Mặn Gmoney thì mình mới có được ngày hôm nay. Và mình cũng đã có chia sẻ với quý vị và các bạn về cái lần đầu tiên mà mình đi nhận tiền YouTube ở bên Đức này như thế nào. Thì nếu như bạn nào mà chưa có xem cái clip của mình thì vui lòng xem lại để biết cái cách mà nhận tiền ở bên Đức này như thế nào nha. Thì mình đã nhận tiền và mình lấy một nửa cái số tiền mà mình nhận đầu tiên các bạn. Mình mua cái thiết bị này và còn một nửa nữa đó là mình sẽ mời gia đình của mình đi ăn một bữa để ăn mừng cái kênh của mình bắt đầu cỡ từ hôm nay đâm qua kết trái. Thì mình cũng mong là quý vị và các bạn khi nào rảnh rỗi ủng hộ mình nhiều nhiều hơn nữa để mình có thêm một cái nguồn thu nhập để hỗ trợ cho mình làm YouTube có thể tiến xa hơn. Và cũng nhờ quý vị và các bạn ủng hộ thì cũng là một cái động lực rất rất là lớn để cho mình tiếp tục làm những cái video tốt hơn, mình chia sẻ cái cuộc sống đời thường của mình ở bên đất này và những gì xung quanh ở bên mình. Thì ok, mình bây giờ mình mời quý vị và các bạn hãy cùng mình mở cái thùng hàng này ra thử là cái thiết bị gì nha. Bây giờ mình mở nha các bạn. Đây nè các bạn, mình mới nhận hôm nay nè, mình chưa có mở gì luôn. Và mình muốn chia sẻ đến quý vị, cho nên là mình mới chờ khi ông xã mình đi làm gì đó để coi giùm hai bé để mình mới mở được cái thùng quà này. Chứ có hai bé làm rầm rầm mình không có mình không có nói được gì nhiều. Wow, các bạn đón mình đặt cái thùng hàng gì đây các bạn? Đây, trước tiên là một cái quyển sổ. Cái quyển sổ đây chắc mình nghĩ là họ kiểu như ve bùng quảng cáo thôi các bạn. Quảng cáo ở trong này những cái gì mình muốn, mình cần đồ đó các bạn, chứ không có cái gì. Mình bỏ qua một bên nha các bạn. Về cái này người ta chia sẻ về một cái good size 5 euro. Nếu mà mình có cái này nè, mình mua thêm nữa là mình cầm cái này là mình được một cái gọi là cái giảm giá các bạn. Giảm giá 5 euro. Đây các bạn, tăng. Mình bỏ cái thùng này xuống nha các bạn nha. Đây là một cái thiết bị mà mình đặt mình mua, các bạn có thấy rõ không? Đây, cái hiệu này. Cái này là mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều và mình cũng xem các cô, các chú, anh chị làm YouTube á, họ nói cái này rất là tốt. Thì hôm nay mình đặt mình xem thử cái này có thật sự tốt hay không nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Thì coi thử ở trong này nó có những cái gì. Mới to luôn các bạn ơi, chưa khui, chưa gỡ ra tem luôn. Hàng mới mà sao không mới được thôi các bạn. Có ai nói chuyện vô duyên như mình không các bạn? À các bạn, wow, thật sự mà mình rất là mừng các bạn ơi. Làm YouTube mà có máy hỗ trợ cho làm mình rất là
vui luôn. Lúc trước mình làm mình toàn là quay cầm cái điện thoại không à, mình không có máy quay chống rung gì hết á. Thì hôm nay mình mấy cách mấy hôm trước mình nhận tiền YouTube đó các bạn, cho nên là mình mới đầu tư mình mua cái này cũng tiền của YouTube. Cũng nhờ quý vị và các bạn sẽ giúp đỡ giùm xem nhiều, mình mới có một cái khoản tiền để mà mình tiếp tục làm. Đây nè các bạn, đó, nó có cái túi xách dễ thương quá các bạn. Mini mình cầm đi đâu cũng tiện, mình bỏ ba lô mình mang cũng tiện các bạn ơi. Cái hộp này nó bảo quản cho cái máy mình nó khỏi hư các bạn. Wow. Wow các bạn xem, làm đẹp quá. Làm cách làm mà mình thấy nó chắc chắn, không có giống như cái cây mà 5 euro của mình quay hồi trước các bạn. Đây là cái sạc, cái cắm. Đây mấy cái dây cắm sạc thôi các bạn. Còn cái này là cái gì đây ta? Mình cũng tìm hiểu nhiều về cái cái này là cái châm. Cái châm máy. Đây các bạn, cái máy này nó có cái được cái chức năng mà mình thích nhất, đó là nó có kéo ra, là nó kéo ra khoảng 18 cm đó. Nó đỡ trong này là không phải coi thử khoảng ta này tiếng tàu các bạn ơi. Đúng, đây nó đỡ tiếng tàu nhưng mà ở dưới đây nó đỡ số nè, 0,183 mm. Đó là cái độ kéo ra dài ra các bạn. Đây là tiếng tàu, còn đây tiếng gì đây? Cái này là tiếng Anh. Sao có tiếng Việt ta? Mình làm người Việt thì có tiếng Việt nó biết sợ. Này tiếng Anh các bạn ơi. Có từ biết, có từ không. Từ nào biết thì ok, từ nào không biết mình đi dịch ở Google thôi các bạn ha. Đây kéo ra rồi nè các bạn. Wow. Cái này thì mình nó nhẹ các bạn ơi, nhưng mà bỏ điện thoại lên thì chắc có lẽ nó nặng cũng tầm khoảng nửa ký á, cộng với cái điện thoại nửa ký á các bạn. Ở trong này người ta làm cái miếng ấy bằng gummi vậy các bạn, bằng cao su gì đó, nó êm ghê các bạn, đỡ cho nó chống, không có trầy cái máy của mình. Wow. Còn cái này mình thấy ra các bạn chia sẻ, mình bỏ cái này qua bên coi. Cái này mình thấy các bạn, cái cô chú kia chia sẻ là cái này thì mình gắn nó vô cái này phải không ta? Đỡ khi nào các bạn, khi nào mình biết cái mình đỡ mình kiểm tra trước, mình coi thử cái cách sử dụng của cái máy này nó có êm hay không, nó có tốt như người ta nói hay không, thì mình sẽ quay review cho các bạn biết thêm nha. Thì các bạn nhớ chờ đợi cái clip tiếp theo mình sẽ ra ngoài, mình sẽ quay review cho các bạn xem, đỡ cái biết là cái máy này mình có nên mua hay không. Thì giờ mình cũng không biết, thì mình cần cái máy chống rung thì mình mua đỡ mà mình sử dụng thôi các bạn. Đó, cái này nó đỡ đứng vậy. Cái chỗ này là mình gắn cái USB. Cái chỗ này các bạn gắn USB. Còn cái này là máy cái ấy tắt mở. Cái nút này là tắt mở. Còn cái này dưới này là máy chụp hình quay. Này, ồ các bạn cái này có vẻ mình thấy hay các bạn ơi. Còn cái này cái gì đây? À cái này. Ôi dù, cái này rút ra kéo vô kéo ra các bạn. Đỡ mình cân bằng đúng không? Đỡ mình cân bằng cái máy cho mình bỏ cái điện thoại lên, để mình cân bằng nó để cho nó khỏi có lắc qua lắc lại á các bạn, nó khỏi có nghiêng qua nghiêng lại á. Đúng rồi. Ồ. Cái này mà có bộ hay nè. Cái này nhẹ cho phụ nữ mình cầm chắc tốt lắm á các bạn, không nặng không đồ gì hết á. Còn trong này là cái gì nữa ta?
xem không biết trong trong này là cái gì nữa. What it does? À, các bạn, cái này là cái sợi dây làm kỹ rồi các bạn ơi, sợi dây mà dán cũng kỹ. Cái này sợi dây để mình móc vô chỗ nào đây để mình cầm á, mình cầm đây này các bạn. À, mình cầm đỡ cho nó khỏi có bị tuột rớt đồ gì á, chắc móc vô chỗ này đúng rồi các bạn, đúng không, móc vô chỗ này nè. À, móc vô chỗ này ha. Rồi đỡ mình khi mình quay á các bạn, mình cầm mình quay á mà mình đứng ở trên cao hay mình ấy rồi đó, mình đeo như vậy nè các bạn, xong mình cầm và quay, nếu mà sơ ý mình có làm rớt xuống thì nó phải dính vô tay mà nó cũng không có bị tuột ra. Ồ, cái này hay á các bạn ơi. Mình chưa biết cái máy này nó có cái tác dụng tốt như mọi người chia sẻ hay không, nó có chống rung tốt cho cái video của mình hay không, nó như thế nào thì mình sẽ dừng cái video tại đây và mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ học hỏi, mình coi thử cái máy này sử dụng như thế nào và mình sẽ đi ra ngoài làm một cái clip ngắn, mình sẽ test cái cây máy chống rung này để cho các bạn biết là có nên mua nó hay không. Thì mình sẽ chia sẻ sau với các bạn nha. Thì mình sẽ dừng clip tại đây và mình hy vọng quý vị cũng như các bạn ủng hộ cho mình thiệt là mạnh, thiệt là nhiều vào để mình có nhiều cái động lực để mà mình làm nhiều cái video clip mà mình chia sẻ cái cuộc sống đời thường của mình ở bên đất này cho các bạn và với quý vị được biết đến nha. Thì mình một lần nữa mình xin cảm ơn rất nhiều và mình xin hẹn quý vị cũng như các bạn ở những clip sau. Ok, bye bye.